Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xin mời toàn thể quý Phật tử an tọa. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ở tại đạo tràng chùa Quy Nghiêm, Thành Hội Phật Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đàn dược sư cầu nguyện cho quốc thế dân an. Thì cái lễ đàn dược sư này chúng ta y cứ theo kinh dược sư, theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thiết đặt từ xưa cho tới ngày nay. Ở Duyên thì đều có tổ chức đàn, nhưng mà mỗi một nơi thì lại tổ chức một cách, có nghĩa là tùy theo cái hoàn cảnh của cái nơi đó và tùy theo cái khung viên của chùa rộng hay hẹp mà chúng ta tổ chức có khác nhau. Thì đặc biệt năm nay Thành Hội Phật Giáo tổ chức ở tại chùa Quy Nghiêm này, nó cũng mang cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất là đi theo cái truyền thống của Phật giáo chúng ta, tức là theo lời dạy của Đức Phật mà thiết đặt. Nhưng thứ hai là gần 2600 năm, cho nên cái xã hội chúng ta ngày nay nó khác hơn cái xã hội Ấn Độ thời xưa, nó cũng khác hơn cái xã hội của Trung Hoa hay Việt Nam cổ đại. Do đó chúng ta thiết đặt một cái đạo tràng có tính cách truyền thống nhưng mà cũng có cái tính cách thích hợp với thời đại chúng ta. Ở đây làm được là nhờ cái sự kết hợp đó để mà xây dựng nên cái ngôi chùa Quy Nghiêm này. Thì quý vị thấy cái chùa Quy Nghiêm đây nó khác hơn các cái chùa khác, là tại vì nó mang cái tính cách hiện đại, cho nên cái mặt bằng ở tầng dưới thì chúng ta có thể quy tụ 5-3 ngàn người được. Cái mặt bằng tầng này để chúng ta có thể được vài ngàn người, và lên cái mặt bằng tầng trên chánh điện chúng ta cũng rộng. Nhưng mà xây dựng theo cái mô hình mới, nó không giống như là cái mô hình xưa. Ở đây thầy đặt cái vấn đề sinh hoạt là chính, cho nên ánh sáng và không khí tự nhiên là đây cái điều rất cần. Mặc dù cái khung viên của chúng ta đây rất rộng, tức là gần 20.000 mét vuông, nhưng mà chúng ta xây dựng thì không quá 3.000 mét vuông, thì dành cho sân vườn
để chúng ta có một cái bầu không khí trong lành trong cái khi chúng ta tu tập. Đây là cái nét mà khác hơn tất cả các cái chùa khác mà chúng ta có. Vì đủ điều kiện như vậy đó, thì chúng ta mới làm được một cái đàn mà mang cái tầm cỡ của thành phố văn minh và hiện đại của chúng ta ngày nay. Thì cái khi mà xây dựng thì tất cả những cái gì truyền thống nhưng mà không thích hợp với thời đại thì cái này chúng ta không sử dụng. Cái truyền thống của Phật giáo và của dân tộc trong sáng thì cái này chúng ta kế thừa. Đó là cái xây dựng một rồi đó. Ở trong cái đàn dược sư lần này thì quý vị khi lên cũng thấy cái cách bố cục khác hơn là những cái đàn khác mà quý vị có tham dự. Tại nên đàn dược sư này chúng ta xây dựng thành ra một cái mandala. Mandala tức là cái quần thể mà ở trong Phật giáo chúng ta, hay là cái thế giới mà của chư Phật. Tại nên thế giới chư Phật ở đây chúng ta lấy cái thế giới ta bà này làm trung tâm, Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Cho nên từ ngay thế giới ta bà này mà chúng ta đi, đi về phương Đông, Đông cho đến bốn muôn ức hằng hà sa Phật độ. Đây là một cái bước. Tới đó nó lại có một cái vòng thế giới nữa. Cho nên từ đây mà đi cho đến bốn muôn ức hằng hà sa Phật độ thì cái khoảng này là nằm ở trong cái tầm giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên tới đó thì bây giờ nó bắt đầu qua một cái biên giới mà của Đức Phật Dược Sư. Đây là cái vòng thứ nhất mà chúng ta đi. Cho nên cái thiết lập đạo tràng của chúng ta, thành cái mandala đó thì xây dựng thành ra một cái quần thể trên một cái hoa sen tám cánh. Nhưng mà cái hoa sen tám cánh này đó, mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, nên cái dấu hiệu, cái quy hiệu của giáo hội chúng ta đó là cái hoa sen tám cánh màu trắng. Màu trắng là tiêu biểu cho sự trong sạch. Cho nên muốn tới với Phật hay muốn tới thế giới Phật thì cái việc đầu tiên đó là tâm chúng ta phải sạch và thân chúng ta phải sạch. Thân tâm không sạch thì không tới được với Phật. Vì vậy đó mà nó tiêu biểu cho cái màu trắng của hoa sen. Tám cánh này là gì? Tiêu biểu cho bát chánh đạo. Tiêu biểu cho bát chánh đạo. Cho nên người Phật tử mà không thực hành bát chánh đạo đó thì không phải là Phật tử chân chánh. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà quý vị nên xem. Tức là phải thực hành bát chánh đạo. Ở trong bát chánh đạo đó, cái điều thứ nhất là cái vấn đề chính kiến. Tức là cái thấy chúng ta nữa cần phải chính xác. Thấy chính xác này nữa là chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta thấy cái xã hội chúng ta đang sống đây là gì, và cái vị trí chúng ta đang đứng đây là ở đâu, và giữa ta với mọi người chung quanh liên hệ như thế nào là tốt, giữa ta với chư Phật, chư Bồ Tát thì muốn kết hợp phải làm cái gì. Đây là cái điều quan trọng nhất mà người Phật tử phải có. Nếu thiếu cái phần này nữa thì chúng ta tu không bao giờ có kết quả. Cho nên cái nhìn chúng ta nó không chính xác về xã hội. Xã hội chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Phiền não của chúng sanh, nghiệp của chúng sanh.
chúng ta thấy rõ cái này. Cho nên nếu mà không thấy rõ được chỗ này nữa thì chúng ta cứ nói tại sao mà nói như thế này. Cho nên câu trả lời chính xác nhất là tại vì cái nghiệp của nó. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy tại vì cái nghiệp của nó. Thì lúc bây giờ nữa, muốn chuyển hóa cái này nữa là Đức Phật dạy chúng ta nên chuyển hóa cái nghiệp. Cho nên chuyển hóa cái nghiệp thì lúc bây giờ nó mới tạo thành cái xã hội tốt nữa. Mà muốn chuyển cái nghiệp của người nữa thì trước nhất phải chuyển cái nghiệp của mình. Đây là trên bước đường tu người ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nếu là người Phật tử thì không bao giờ thấy cái lỗi người khác mà chỉ thấy. Tại khi mà thầy mới đi tu thầy cũng nhìn như thế này. Thầy nghĩ tại sao mà nó cung kính cái người này, mà tại sao nó lại khinh dễ mình? Cho nên mình tức. Mình tức. Trong cái xã hội này nếu mình muốn nó bình đẳng, nó ngang nhau hết, mọi người đều bình đẳng trước chân lý, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng ở trong xã hội. Nhưng mà tại sao nữa? Mình nhìn ra xã hội mình thấy bất công, cho nên mình ức. Mình bực tức này là gì? Phiền não phát sanh. Khi mà chúng ta bực tức lên thì phiền não phát sanh, thì cái tầm nhìn chúng ta càng hạn chế hơn, và chúng ta càng dễ gây tội ác hơn nữa. Cho nên chúng ta càng đọa sâu hơn. Đây là cái sai lầm của con người trong ba đường ác. Cho nên Đức Phật xây dựng trở lại chánh kiến. Đức Phật biểu quay ngược về thấy mình, thấy mình và thấy lỗi mình, đó là chánh kiến. Cho nên thấy mình là thấy cái nào đây? Muốn thấy được mình thì xem coi ở trong xã hội này đó, họ đánh giá mình như thế nào. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình tốt, nhưng mà xã hội đánh giá mình không tốt thì này mình khó chịu. Do đó bây giờ theo Phật rồi thì bây giờ mới mượn cái xã hội này mà thấy được mình. Tức là mình không bao giờ thấy được mình. Muốn thấy được mình thì coi mọi người xử với mình như thế nào đó mà mới biết được đó, cái thực của mình. Đây là quan trọng nhất. Để nhìn người khác, chứ chúng ta không thể nhìn cái mặt của mình được. Cho nên trên mặt mình có những cái vết bẩn, làm sao mình thấy được? Cho nên mình chỉ thấy người khác thôi. Cho nên lúc bây giờ muốn thấy được mình thì xem người khác đối xử với mình như thế nào thì mình biết được mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà mọi người đó nhìn thầy, họ cúi đầu, họ thưa hòa thượng, thì thầy biết mình là hòa thượng. Nhờ họ thưa là hòa thượng thì thầy mới biết à, mình là hòa thượng. Nhưng mà bây giờ đó, gặp một cái người cán bộ thì họ không quen cái vấn đề tôn giáo, cho nên họ không thưa hòa thượng mà họ kêu thầy bằng anh, thì mình biết mình là anh. Họ kêu mình bằng cụ thì mình biết là mình là cụ. Mà họ kêu mình bằng ông thì mình biết là ông. Thậm chí nếu họ kêu mình bằng thằng thì mình biết mình là thằng. Đó là biết mình. Phải thấy vậy chứ. Còn tất cả các Phật tử không theo lời Đức Phật dạy thì sao? Thành ra khi mà họ kêu mình bằng thầy, kêu mình bằng ông, kêu mình bằng cụ thì mình thấy mình vui. Nhưng mà kêu mình bằng thằng thì mình nổi giận, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thành ra thầy nhớ, thầy có một cái người bạn đồng tu ngày trước, đồng đi học. Cho nên khi mà ra trường ở ngoài, người ta đâu kêu mình bằng thầy nữa. Ở trong chùa người ta kêu bằng thầy không. Bây giờ nữa, ra trường ngoài học, gặp một cái học sinh khác đó, nó kêu ê thầy chùa.
thầy này giận quá thôi không đi học nữa. Thầy ta mới biểu mình làm thầy chùa thì người ta kêu mình thầy chùa đúng chứ người ta nói sai, phải không? Phải người ta nói mình thầy pháp hơn, phải không? Cho nên thầy vẫn tiếp tục thầy đi học bình thường. Còn cái thầy mà bạn đồng tu với thầy nữa vì tự ái cho nên bỏ cuộc. Thầy nói cái thầy này không thấy mình, mình làm thầy chùa mà không biết mình thầy chùa, phải không? Đây nguy hiểm vô cùng. Cho nên tất cả các Phật tử tập cho được cái chánh kiến này. Cho nên cái mandala của chúng ta nó tám cánh này nó là tiêu biểu cho tám cái quy ước mà Đức Phật dạy chúng ta phải sống, phải tu để mà tâm. Một cái đàn tràng nằm ở trên một cái hoa sen tám cánh này. Đây là tiêu biểu. Nhưng mà ở xây dựng đó thì bắt đầu khởi từ một cái vòng, cái vòng đai thứ nhất là cách bốn muôn ức hằng hà sa Phật độ mới tới được cái thế giới này. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta làm sao mà chúng ta xây dựng cho chúng ta có cái chánh kiến rồi mới tới cái chánh ngữ, phải không? Rồi tới cái chánh tư duy. Tại cái lời nói của chúng ta nó chưa chính xác, cho nên mọi người không chấp nhận. Mọi người không chấp nhận chúng ta tức, chúng ta cãi lên. Đức Phật nói cái đó là chính ta sai. Tại vì cái khi ta nghĩ rằng ta nói cái này đúng, nhưng mà Đức Phật nói là ta nói không đúng. Đúng là đúng sao? Tức nhất là phải đúng người. Thứ hai là phải đúng chỗ. Và thứ ba nữa là phải đúng lúc. Đúng người, đúng chỗ và đúng lúc thì nó mới có giá trị, mới có ba cái này đúng chứ. Thế nên cái việc đó có thể nói với người này thì tốt, nhưng mà đem nói người khác là ở tù. Đấy là chính. Cho nên nói với cái việc này cho cái người này thì tốt. Thế nên các vì quốc sư của chúng ta thời trước, vì biết cái việc này nó cần nói cho vua thì ngài tìm vua ngài nói, cái việc này nó cần nói cho tướng thì ngài tìm tướng ngài nói, cái việc này cần nói cho quan thì ngài tìm quan ngài nói. Tức là nói đúng, do đó người ta biết ơn tới cái cao nhất là vua phong. Đức Phật chúng ta cũng thế, tức là thấy đúng và nói đúng, cho nên vua chấp nhận, quan chấp nhận. Vì vậy mà Phật giáo chúng ta nếu hãy thấy đúng và nói đúng thì chúng ta đóng góp xây dựng cho một cái đất nước xã hội chúng ta mình. Cho nên chánh kiến chánh ngữ này đi tới cái tư duy, tức là cái suy nghĩ thật đúng. Ta nên suy nghĩ. Nhiều hồi đó thầy nghĩ mình không có làm cái việc lỗi này, nhưng mà mọi người họ nghĩ rằng mình làm lỗi, phải không? Ức quá đi mà, oan ức quá đi, phải không? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy mình thực ra đó là không có xấu, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Nếu là tư duy đúng, trong đời này mình không làm cái việc xấu này, nhưng mà những đời về trước mình đã từng làm, gọi là nghiệp từ quá khứ. Cho nên từ vô thủy cho đến ngày nay tạo ra tất cả các tội nhé. Đây là tội trong quá khứ. Tội trong quá khứ cho nên sanh ra trong đời này chúng ta sanh ra một cái chỗ không an lành. Sanh ra một cái chỗ không an lành là biết chúng ta tội trong quá khứ rồi. Rồi sanh vô ở trong một cái gia đình mà không tốt thì chúng ta biết tội chúng ta từ quá khứ. Ta không ăn trộm ăn cướp, nhưng mà bây giờ chúng ta sanh vô trong cái gia đình ăn trộm thì sao? Đây người ta gọi là nghiệp tổ tông, mà tổ tông của ta làm nghề ăn cướp, nhưng mà chúng ta nó cũng do một cái nghiệp. Ta nên nhìn cái hiện tại này mà ta biết quá khứ. Ta có một cái thân thể bất toàn, có một ngoại hình khó coi, cái này chúng ta cũng biết nghiệp duyên từ quá khứ.
Ta nên nhìn thấy nghiệp duyên từ quá khứ này mà chúng ta sám hối cho tiêu cái nghiệp duyên quá khứ này, thì cái điều tốt lành đó, nó sẽ tới với chúng ta thôi. Đây là một cái việc quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nó phải suy nghĩ đến. Cho nên xây dựng cho chúng ta có một cái tư duy đúng, cho đó cái lời nói đúng, và cho có một cái tầm nhìn đúng, là bây giờ chúng ta mới được ba cạnh thôi. Nhưng mà còn năm cái còn lại là gì? Mạng sống của chúng ta đó, ta gọi là chính mạng. Rồi chúng ta phải có chính nghiệp, tức là cái nghề chúng ta không hại tới người khác, lợi ích cho cuộc đời này, cái việc làm của chúng ta lợi ích cho xã hội. Hai cái này quan trọng. Cho nên nếu ta làm lợi ích cho xã hội thì xã hội quý trọng chúng ta, làm lợi ích cho cuộc đời này thì đời ghi nhận cái điểm người ta. Còn nếu mà chúng ta sống mà tổn hại cho xã hội, cho cuộc đời này thì cuộc đời này họ trù dập chúng ta nhé. Nên tại sao họ trù dập mình? Là vì mình có hại cho họ không? Thế nên có hại cho họ thì họ trù dập mình, mà có lợi cho họ thì họ bảo hộ mình. Đây là rõ ràng đấy. Cho nên cái đời sống của chúng ta, cái việc làm của chúng ta. Rồi tới một cái chánh định. Định tức là tập trung tư tưởng. Ta đã tập trung tư tưởng lại để mà nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tốt. Cái tư duy tốt của ta đây, cái thiền định tốt của ta đây. Còn không nữa thì ta rơi vào chỗ tà định. Cũng tập trung tư tưởng lại để chúng ta nghĩ một cái việc mà có hại cho mọi người. Đây là ác ma. Cho nên thiền định của Phật và thiền định của ác ma. Ác ma cũng có thiền định, Phật cũng có thiền định. Thì bây giờ đó, ác ma thiền định là nghĩ ra một cái hại cho cuộc đời. Phật thiền định là nghĩ ra một cái cách để cứu đời. Khi mà chúng ta tròn đủ 8 cái cánh sen này ở trên một cái hình mà đàn dược sư chúng ta đó, thì như vậy đó, chúng ta mới có một cái điều kiện nương vào cái lực của mandala này đó mà chúng ta đi vào thế giới của Phật dược sư. Thế vượt qua bốn rồi đó, vòng đai thứ nhất này đó là chúng ta gặp một đức Phật ở cái vòng đai này nè, rồi ở đây tu học với cái đức Phật này để tạo thêm một phần công đức, tạo thêm một phần trí tuệ để chúng ta làm một cái bể phóng mà ta vượt qua một cái tầng thứ hai. Đi qua vòng thứ hai nữa, chúng ta phải trải qua một 10 cái muôn ức Phật nữa. Cứ như vậy đó mà đi cho tới cuối cùng phương Đông đó, thì chúng ta mới gặp được Đức Phật Dược Sư. Cho nên lâu nay chúng ta đó, mở đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, mà quý vị đó, chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện này. Cho nên Ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật về các Đức Phật ở trong Pháp giới, để cho chúng sanh có thể nương theo đó mà tu hành, mà sanh ra công đức. Đức Phật Dược Sư mới nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, phóng quang đến phương Đông tới với Đức Phật Dược Sư. Thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới nhìn thấy Đức Phật Dược Sư. Nhìn thấy Đức Phật Dược Sư rồi đó, thì Đức Phật mới nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, từ đây hướng đến phương Đông cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật này sao? Được mọi người cung kính, phải không? Thế nên điều thứ nhất này, làm Phật là phải được mọi người cung kính. Thứ hai là biết rõ các pháp. Được mọi người cung kính và biết rõ các pháp, rồi vượt hết được tất cả những cái khó khăn trên bước đường hành đạo của mình. Đó là trên bước đường tu ở phương Đông Ngài Dược Sư. Thì bây giờ đó, chúng là từ một cái thế giới ta bà này đó, mà đi tới phương Đông, cho tới một cái thế giới thuần tịnh như vậy đó, là chúng ta đi qua tới 7 vòng. Cho nên ở đây ta gọi là đàn Dược Sư Thất Khu, tức là 7 Đức Phật.
Cho nên quý vị lên ở trên đó thì thấy một cái đài sen lớn ở giữa và có bảy Đức Phật ngồi chung quanh. Cho nên bảy Đức Phật chung quanh. Mà chủ yếu là Đức Phật Dược Sư, còn trở lại sáu Đức Phật nữa nha. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta nó lắng yên xuống, nó thanh tịnh lần, tới cái đỉnh cao nhất của nó thì bây giờ chúng ta mới tới được với Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà khi chưa tới được thì ta tới được cái vòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu vẫn tốt. Mục tiêu chúng ta là phấn đấu đi tới cái cùng tột. Tại vì cùng tột chỗ này là gì? Ta nên tới cái chỗ này đó là cái thấy của chúng ta nó chính xác hoàn toàn 100%. Rồi cái đạo đức của chúng ta nó cũng hoàn toàn 100%. Tức là không ai chê trách được bất cứ một việc gì nữa hết. Thì đây chúng ta tròn. Còn trên cái bước đường tu và học chúng ta đó, thì đương nhiên chúng ta có người khen và người chê. Ta nghe bước ban đầu nữa thì người khen ít mà người chê nhiều. Cho nên ta nỗ lực tu cho tới một cái mức độ mà người khen và người chê này nó cân bằng với nhau. Rồi đó, lần lần chúng ta nhích lên, người khen nhiều mà người chê ít, thì chúng ta biết ta đi đúng hướng và sẽ từng bước chúng ta tới với Phật. Mà để cho cái xấu nó từ từ sanh ra nữa, ban đầu thì nhiều người thương chúng ta, và sau này đó thì lần lần nữa là người ghét chúng ta nhiều hơn. Cho tới cuối cùng nữa là tất cả không ưa chúng ta nữa, thì bây giờ nữa, chúng ta không còn đất sống. Cho nên cái khi mà thầy mới tu rồi đến khi mà thầy mới mở đạo tràng, thầy rút kinh nghiệm chỗ này để mà tiến thân. Cho nên khi mới tu đó thì gần như là không ai chấp nhận được mình hết. Tại sao vậy? Vì xuất thân từ một gia đình nghèo, xuất thân từ một cái vùng nhà quê mà đây ta gọi là biên địa hạ tiện, ở cái vùng như vậy. Cho nên cái khi mà mới bước chân vào thì tại mình không giống ai hết. Cho nên người nào nữa người ta cũng ăn mặc sang trọng sạch sẽ, còn mình nữa thì hôi dơ xấu xí, không ra gì hết. Cho nên lúc bây giờ người ta có cái nhìn. Cho nên lúc bây giờ đó, có ai mà mất một cái gì đó thì họ nghi mình ăn cắp. Thấy cái dáng bộ của mình như vậy đó, thấy cuộc sống mình vậy đó, chắc là mình tham. Cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu của thầy đó, thì tập nghèo nhưng mà không tham. Tập cái này nghèo mà không tham. Đây là bước đường tu của chúng ta này. Tại vì mọi người nghĩ là nghèo thì họ tham, nghèo thì hay tham, tham cho nên nghèo, đây Đức Phật dạy. Cho nên giờ họ thấy mình nghèo, họ biết mình tham. Nhưng mà quá khứ đời trước mình tham rồi, cho nên bây giờ mình sanh vô nhà nghèo. Đấy, sự thật đấy phải. Cho nên lúc bây giờ nữa gọi là an phận nghèo quy củ tu hành. Đây là bác đại nhân giác Đức Phật dạy. An phận nghèo quy củ tu hành, cái tu này chấp nhận cái nghèo của mình. Mà đương nhiên chấp nhận cái nghèo của mình á, thì cái trường hợp này không nên làm sang và không nên sống sống sang, phải không? Đây là cái điều quan trọng, không làm sang và không sống sang. Cho nên có những người nghèo mà thích sống sống sang thì này rất nguy hiểm vô cùng. Nghèo chấp nhận nghèo và sống nghèo, thì khi mà mình nghèo mà mình sống an phận nghèo nữa thì mình vẫn được an lạc và được giải thoát. Còn nếu mà mình muốn sống cho sang, muốn bằng người khác đó, thì cái này tai họa sẽ giáng xuống cho mình. Cho nên cái cuộc đời tu hành của thầy nữa là chỉ có mấy bộ đồ rách, không có một cái gì mà người ta sử dụng được hết. Cho nên thầy nhớ ngày Ca Diếp trước đây đó, thì đi lượm mấy cái đồ bó thầy chết mà làm áo để mặc.
Cho nên là lúc bây giờ ở trong chùa nữa, người ta tới, người ta xả tang, tức là đồ tang ta bỏ đó, thì thầy mới lấy cái đồ tang này nữa mà nhuộm với vỏ măng cục làm áo đi mà. Mấy cái đồ này đấy thì không ai lấy của mình hết. Cho nên mọi người họ thấy mình có một cái đời sống mà nghèo như vậy đó, để đỡ đi một cái, họ nghĩ mình ăn trộm ăn cắp. Nếu mình ăn trộm ăn cắp thì tiền mình xài của chỗ nào? Họ không thấy mình ăn xài, nghi mình hay là buộc tội mình được hết. Đây là cái kinh nghiệm tu của thầy. Nhưng mà nhờ như vậy đó, lần lần cái công đức sanh ra. Cố gắng làm việc, những cái việc đó của mình làm tròn. Nhưng mà còn thời giờ nữa mình có thể giúp được người khác, mình sẵn lòng. Tay làm tròn trách nhiệm của mình, cho nên không ai buộc tội mình được. Giúp đỡ người khác đó, do đó công đức sanh ra. Người khác quý trọng mình chứ. Còn ở trên cuộc đời này á, mình tu nhưng không làm lợi ích gì cho ai hết á, thì làm sao người ta quý trọng mình được. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên á, sống ở trên cuộc đời này á, cái điều quan trọng nhất á, là không có lỗi lầm và giúp đỡ được người. Cho nên Đức Phật ngày đó, ngài chỉ có hai hàng đệ tử đó. Hàng đệ tử thứ nhất á, là không có lỗi lầm, đây là làm lợi ích cho cuộc đời, đây là Bồ Tát. Ngoài hai cái này ra, Đức Phật không có đệ tử nào khác nữa. Thì trong lúc đó nếu mình tự xét mình, nếu không có lỗi lầm thì mình mới là đệ tử nhỏ của Đức Phật. Và làm lợi ích cho cuộc đời thì lúc bây giờ mình là đệ tử lớn của Đức Phật. Bây giờ trong này ai là đệ tử lớn và ai là đệ tử nhỏ đấy? Và ai là không phải đệ tử Phật mà vào đấy? Thành ra từ cái chỗ đó, nếu chúng ta thấy mình có những cái sai trái không xứng đáng là đệ tử của Phật á, thì này mình tự điều chỉnh, đây ta gọi tu hành. Đấy. Từng bước là chúng ta đi lên được. Đấy. Cho nên nếu tu đúng ở trong chánh pháp thì ở bất cứ một cái thành phần nào xã hội chúng ta cũng lên được hết. Mà khi chúng ta làm đúng như vậy đó, thì cái trường hợp ca gia bị đó cả trường. Tên Đức Phật là giáo chủ ở cái cõi này, cho nên đi về Đức Phật Dược Sư thì xa quá, tới 10 muôn ức Phật độ. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là ở ngay thế giới Ta Bà này, cho nên nhắm mắt lại là thấy ngài liền lập tức. Đây là trên bước đường tu, cho nên kinh nghiệm thầy. Cho nên được Đức Phật gia bị tới cho ta. Ta là đệ tử của Đức Phật đây, ta được Đức Phật gia bị tới cho ta, cho nên cái đầu chúng ta nó thông minh lần ra. Cái quan trọng nhất ở trên bước đường tu này nữa, là cái đầu chúng ta nó thông minh lần ra nữa, cái này quan trọng. Chứ không phải là kiến thức rộng. Thành ra kiến thức rộng có nghĩa là chúng ta học được nhiều, chúng ta biết được nhiều. Cái này đôi khi cũng nguy hiểm. Thầy biết được nhiều quá thì lỗi đó. Nên thầy có những người bạn học giỏi. Thầy học giỏi rồi đó thì thường hay xem thường người khác. Nhưng mà cái đầu óc thông minh á, cái người mà đầu óc thông minh á, thì cái người này á, dầu có học hay không có học, họ là người thông minh. Thầy họ biết chính xác mà họ không bao giờ nói. Đây là trên bước đường tu. Tới cái biết cuối cùng là gì? Biết được mình từ đâu tới đây, và biết được mình bao giờ mình mãn duyên mình về. Thế nên Hòa Thượng Viên Giác, Hòa Thượng kể thầy nghe một câu chuyện, mà đây cũng là một cái câu chuyện lý thú mà Phật tử chúng ta suy nghĩ. Khi mà Hòa Thượng ở chùa Kim Quê tu học ở đó, thì bây giờ tất cả các học tăng khác á, thì mỗi ngày đều lên lớp và nghe giảng. Nhưng mà riêng có một thầy á, thì cái trường học không học. Thế nên không lên lớp, không học. Đó là cái điểm đặc biệt nhất mà Hòa Thượng Viên Giác quan sát để coi cái thầy này làm gì. Tức là ở chùa nhưng mà không học. Thế nên không học. Nhưng mà bây giờ nữa, cái hiểu biết của ông ta nó khác hơn tất cả những người khác.
Rồi cái cuộc sống của ông ta nó khác hơn những người khác. Những người có học thì sao? Thì thường thường hay dụm năm dụm ba lại để mà cãi nhau, để mà lý luận đủ cách hết. Cho nên này sống một cái uyển vọng, nó không thật, vọng tâm vọng thức. Cho nên giáo lý của Đức Phật mà đem ra để mà cãi với nhau đó thì cái này sai lầm lớn. Cho nên giáo lý Đức Phật là giáo lý giải thoát, tức là cãi nhau về giáo lý của Đức Phật là điều này điều sai lầm lớn. Còn cái thầy này đó, hãy thấy chỗ nào mà dụng năm dụng ba thì ông tránh đi, nghe chỗ nào mà tranh cãi thì ông tránh đi chỗ khác để nhiếp tâm. Cho nên nhờ cái nhiếp tâm đó mà Phật lực gia bị tới được. Thành ra Hòa Thượng Nhân Giác nói cái điều này làm cho thầy có cái suy nghĩ mà thầy thực tập. Tại vì mình vọng động bên ngoài đó thì Phật làm sao gia bị tới mình được. Nhưng mà nhờ mình tỉnh thức, nhờ mình yên lặng, cho nên Phật lực gia bị tới cho mình. Do đó mà cái đầu mình nó thông minh lần ra. Cho nên kinh thì không học, nhưng mà cái đầu thì thông minh lần ra. Cái điểm này là quan trọng nhất, ta gọi là học Phật. Giới định tuệ, tuệ sanh. Cho ta thì đầu tiên ấy, là cái đầu chúng ta nó thông minh lần ra. Cho nên thông minh lần ra, cho nên cái ông này ông khác hơn những người khác. Khi mà Phật tử có tới cúng dường thì ông nhận, ông nhận mà không bao giờ xài tiền. Ông nhận xong rồi thì ông tìm người khác ông cho, ông tìm người khác ông giúp thôi, chứ ông không bao giờ xài cái tiền này. Và cái khẩu phần ăn của ông đó ông cũng hạn chế lần. Đây là trên bước đường tu. Thay vì chúng tăng mỗi một ngày ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, thì bây giờ nữa, ông mới tập lần thì ông bỏ, ông không ăn chiều. Ông bỏ ăn chiều, ăn sáng, ăn trưa, rồi bây giờ ông bỏ ăn sáng nữa, ông còn ăn bữa trưa. Nhưng mà cái điều là ít ăn nhưng mà sức khỏe lại tốt. Chỗ này các Phật tử nên suy nghĩ, coi chừng ngã bệnh mà chết, cái này là đọa. Ta nên bớt ăn nhưng mà sức khỏe tốt thì chúng ta nên bớt. Còn nếu bớt ăn mà bệnh hoạn thì cái này nên tránh. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái ông này bớt ăn lần, nhưng mà người ông ấy vẫn hồng hào ra, hảo tướng vẫn hiện ra. Đây là điều lạ. Còn những thầy khác thì cứ lo ăn nữa. Cho nên lo ăn, bây giờ ăn nhiều nữa lại nghiệp sanh, ăn nhiều nữa thì bệnh sanh. Các Phật tử nghiệm xem trên bước đường tu chúng ta chỗ này. Cho nên chỗ này phước sanh. Cho nên phước sanh. Cho nên khẩu phần ăn ông bớt lại, và tất cả những cái gì sở hữu mà ông đem ông cho người khác, cho nên phước sanh. Nghiệp hết mà phước sanh, cho nên hảo tướng hiện ra. Mặc dù ông không có gần gũi ai hết, nhưng mà mọi người mới sanh ra giúp được người này, giúp được người kia. Tại vì Phật gia bị tới cho nên cái đầu ông thông minh. Cái đầu ông thông minh thì lúc bây giờ ông mới biết chuyện này, biết chuyện kia, ông chỉ cho người ta, ông chỉ cho người ta được. Nhờ như vậy mà mọi người kính trọng. Rồi tới một cái bữa đó, ông mới nói với tất cả mọi người: thôi quý huynh đệ ở lại cố gắng tu, tôi ngày mai tôi về Phật. Ngày mai tôi về Phật, tại nên quý huynh đệ ở lại tu. Thì mấy thầy cứ nghĩ ông này nói chơi, tại vì mặt mày hồng hào khỏe mạnh như vậy, có bệnh đau gì đâu mà nói về Phật. Cho nên ngày mai đúng cái giờ trưa đó, ông lên ông lại Phật xong rồi ông ngồi trên chánh điện đó, ông tịch luôn. Cho nên biết cái ông này về Phật, tức là Phật thọ dụng. Cho nên ở chỗ này, trên bước đường tu đó, thầy thường hay nói, mình biết, Phật biết, còn những người xung quanh không biết, không sao. Cho nên mình tu thì mình phải biết, mình tu thì Phật biết mình rồi, còn những người này họ không biết thì tốt chứ sao đâu. Thầy, ông thầy này là kết quả là nhờ chỗ đó. Thành ra Phật biết ông tu thiệt,
cho nên Phật gia bị tới ông thông minh lần. Đấy là tới mức được thôi. Cho nên ông tự biết, cho nên ông phạm lỗi lầm. Đây trên bước đường tu, cho nên ông này đã được thanh tịnh, được giải thoát. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên rút kinh nghiệm cho này. Còn ngài Huyền Giác đó, thì lại khuyên chúng ta là gì? Thì đừng có dạy khờ mà kiếm tiền cho người khác đó. Sổ tha trân bảo hữu hà ích. Đấy nói nè. Bây giờ đó, chúng ta nói cái người này làm được việc này, người kia làm được việc kia, người nọ làm được việc nọ, đủ cái chuyện Phật Bồ Tát là nói đủ. Nhưng mà bây giờ hỏi lại phần mình làm được cái gì? Sanh trên cuộc đời này mình làm được cái gì? Mình tu được cái gì đây? Cái này quan trọng nè. Nên tự hỏi chỗ này, chứ đừng nói là người khác nữa. Nói người khác đó, thì tự rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, coi mình được cái gì. Thì tất cả các Phật tử ở đây hầu hết là trong đạo tràng Pháp Hoa, đi theo thầy tu có người 20 năm, có người 30 năm. Tự nghĩ lại coi, trong cái khoảng thời gian mình theo thầy, mình học được cái gì là điều quan trọng. Còn nếu mà mình còn buồn, còn giận, còn khó chịu đó, thì đây là phiền não mình còn nhiều. Cho nên cố lo dẹp cái này cho mình đi. Tức là cố lo dẹp cái này đi. Ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là dọn phân nhơ, phải không? Dọn phân nhơ. Phân nhơ ở bên ngoài nữa thì quý vị dễ thấy rồi, nhưng mà phân nhơ ở trong lòng của mình nữa, thì cái này nữa mình không thấy. Cho nên bây giờ phải thấy và phải dẹp nó. Thấy nó bằng cách nào? Đức Phật nó hãy phiền não khởi lên chỗ nào thì chúng ta phải dẹp ngay chỗ đó thôi, đừng để cho nó phát sinh. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên bây giờ đó, nếu mà chúng ta gặp một cái việc đó, ức lòng ta khó chịu, phải không, thì Đức Phật dạy chúng ta nên dẹp ngay cái ức lòng, dẹp ngay cái khó chịu này đi. Kinh nghiệm của thầy đó là trong cái lúc đó thầy mới quán tưởng Đức Phật Dược Sư, ngài trong sạch như lưu ly, không có một cái tì vết nào hết. Cho nên khi mà nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, nhìn cái tượng Phật Dược Sư, tự nhiên lòng mình lắng yên, các cái phiền não này tự tan biến mất. Các Phật tử làm thí nghiệm rồi thấy. Cho nên khi chúng ta thờ Phật, chúng ta nên chọn một cái tượng Phật mà chúng ta thích nhất. Đây là gọi hảo tướng. Cho nên ngày xưa đó thì thường ta hay làm tượng Phật bằng ngọc hay là bằng trầm. Bằng ngọc đó là tiêu biểu cho nó trong suốt. Ta nên nhìn một cái tượng ngọc trong suốt đó, để chúng ta nghĩ Đức Phật không có một cái tì vết nào hết. Hay là nhìn một cái tượng Phật bằng trầm hương đó, ta ngồi trước tượng Phật bằng trầm hương, trong cái tượng Phật nó bay ra. Đây là tính bất đường tốt. Rồi từ cái chỗ này nữa, lâu ngày nữa chúng ta có cái kết quả. Tại này chúng ta có cái kết quả lớn hơn nữa. Là bây giờ nó không có tượng Phật trầm hương mà ta vẫn nghĩ ra tượng Phật trầm hương được. Không có mùi trầm bay ra nhưng mà ta vẫn cảm nhận được cái mùi trầm. Cho nên cái đây là cái thức của chúng ta, nó đã thanh tịnh. Cho nên chúng ta cảm được Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nữa, hôm nay hữu duyên được về tham dự vào trong một cái đàn dược sư mà do thành hội này tổ chức, thì quý vị phải cố gắng lắng lòng mình cho thật thanh tịnh. Hay có cái gì mình không vừa lòng nổi dậy đó thì nên dẹp ngay cái đó đi, để chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, mong được cái sự gia bị cho đời sống tu hành của chúng ta, nó nhất định sẽ có những cái điều tốt lành. Thầy cầu Đức Phật Dược Sư luôn gia hộ cho Phật tử chúng ta hữu duyên hôm nay ai cũng gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp để làm hành trang trên bước đường cầu đạo giải thoát của mình. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Các Phật tử nhớ là
đạo tràng Pháp Hoa chúng ta là không có vỗ tay. Đạo tràng chúng ta là không vỗ tay. Tập cái này cho quen. Có lẽ là một số các Phật tử ở xa mới về rồi lại quên cái này đi. Tức là mình không vỗ tay, nhưng mà mình giữ tâm mình cho thanh tịnh thì cái đi mình tốt. Thì sau đây đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đã chuẩn bị để rồi đó, quý vị ra cái, nhưng mà làm cái lễ rước các hòa thượng đi lên chánh điện để làm lễ. Rồi các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư đi hết rồi đó, thì Phật tử chúng ta đi theo đằng sau nên để chúng ta giữ cái lễ khai đàn hôm nay. Thì sau khi mà khai đàn rồi đó, thì sẽ tiếp tục tụng một cái quyển kinh Dược Sư của đạo tràng Pháp Hoa. Thì trong cái lúc khai đàn đó, thì tất cả các Phật tử nên nhớ, đây là cái đàn cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước và cho gia đình của chúng ta. Vì vậy đó, mà tất cả các Phật tử, mỗi một người có một cái lá sớ mà mình ghi danh tất cả những người thân của mình để mình cầu nguyện đó. Thì trong lúc mà Thầy Sám Chủ tuyên sớ, tức là đọc với chúng ta, tỏ cái lòng thành, chúng ta đội sớ trên đầu, đội trên đầu này, để chúng ta quỳ xuống đó mà ta dâng sớ lên. Rồi sau khi mà tuyên sớ xong rồi đó, cái thờ lễ xong, thì người ta lại thu hồi cái sớ lại, thu hồi sớ lại thì tiếp tục tụng một cái quyển kinh Dược Sư, rồi chúng ta xuống chúng ta nghỉ. Nếu buổi chiều quý vị còn có dịp trở lại thì lại tham dự vào cái thời thứ hai, 2 giờ chiều. Buổi tối chúng ta còn cái thời thứ ba là 6 giờ chiều. Cái khoảng giữa đó thì các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa có thể tụng thêm một thời là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều nay thì chúng ta có thể tụng thêm một thời nữa, cái đó là của đạo tràng Pháp Hoa. Tôi xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa.